Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi sim lên FPV trên điện thoại Android nhé các bạn. Qua cái tay beta FPV này thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng một cái điện thoại Android. Thì các bạn lưu ý nha, thì khi mà mình chơi FPV ấy, thì mình đầu tư cho nó một cái bộ chân, cái chân này nó rất là tiện. Các bạn chỉ cần gập vô cái là xong ha, nó rất là nhẹ nhàng luôn. Và khi mình xài mình bung ra thôi. Thì cái này mình có thể mình nhét vô ba lô, vô túi đồ này nọ á. Và khi mà mình đi ra ngoài á thì mình có thể mình sử dụng nó được. Và nó rất là gọn ha. Đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai, chúng ta sẽ chuẩn bị một cái cáp. Thì chúng ta sẽ xài một cái cáp sạc bình thường. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng một cái đầu gọi là đầu OTG dành cho FPV. Thì cái OTG này nó có hai loại, một là đầu micro, hai là đầu type C. Thì cái điện thoại của mình là sử dụng đầu type C nên là mình sẽ dùng một cái OTG type C nha các bạn. Và đầu này thì đầu micro bình thường thôi. Đó, một cộng cáp ha. Và tiếp theo là một cái điều khiển. Thì cái điều khiển cái dòng này nó cũng khá là tiện gọn nha các bạn. Và giá nó cũng rẻ nữa nên hôm ra nếu mà được thì các bạn mua một cái, các bạn vừa chơi tiny và vừa luyện sim luôn, rất là ok ha. Rồi. Các bạn lưu ý là khi mà mình tập sim ở trên cái điện thoại các bạn. Các bạn lưu ý dùng mình là mình cài cái bản full nha. Bởi vì những cái bản demo nó chỉ cho mình bay đúng một cái map đầu tiên thôi, là map này thôi nè. Đó. Chứ nó không có cho bay những cái map kia. Thì các bạn lưu ý mình cài bản full. Thì cái bản full bạn nào cần thì inbox cho mình gửi cho nha. Hoặc là mình để mình rảnh mình sẽ làm một cái link download để các bạn có thể vô các bạn download về để các bạn cài. Thì cái này mình sẽ cài offline nha các bạn. Ví dụ như các bạn tải về máy vi tính xong á, các bạn gửi cái file đó qua bên điện thoại, qua Zalo hay là Messenger của Facebook ha. Và sau đó các bạn cần click vô các bạn cài đặt thôi là nó ra cái bản này luôn. Là nó mở hết cho các bạn luôn. 6 cái map nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đầu tiên các bạn sẽ bật nguồn lên. Ok. Sau khi mà các bạn bật nguồn lên xong nha các bạn mới kết nối. Rồi, đầu này mình sẽ kết nối vô cái đầu micro này ha. Còn đầu này mình sẽ kết nối vô điện thoại. Thì hồi nãy mình cũng có nói là tùy vô cái điện thoại của các bạn. Các bạn sử dụng đầu nào cho hợp lý nha. Đầu mình đầu Type C. Rồi, ok. Thì bước đầu tiên các bạn muốn chơi là các bạn phải calibrate cái điều khiển này trên cái điện thoại để chơi cho nó ok và nó đúng. Thì để calibrate các bạn để ý bên này. Các bạn thấy calibrate controller không? Các bạn click vô nha. Rồi. Sau khi click vô xong, các bạn để ý nè. Khi mà mình di chuyển á thì mấy cái stick các bạn thấy nó cũng chạy không? Là cái điều khiển này với cái điện thoại này nó nhận rồi nha. Và tiếp theo là chúng ta sẽ calibrate. Thì đầu tiên nó yêu cầu các bạn để cái phím về trung tâm hết. Rồi, ok, về trung tâm ha. Các bạn ok. Rồi, tiếp theo. Các bạn thấy nó kêu là kéo qua bên trái. Là cái da nè, kéo qua bên trái. Ok. Rồi, kéo lên trên. Ok. Bên này cũng vậy. Kéo qua bên trái. Ok. Kéo lên trên. Ok. Rồi, xong. Rồi. Thế bạn để ý này, khi mà mình làm xong á, các bạn điều khiển cái stick này, các bạn thấy nó chạy lên rất là chuẩn nha. Nha. Khi mà mình để về không là nó đúng vô cái ô đó luôn nè. Rồi mình đẩy lên trên nè. Đó. Nó cũng vô luôn. Ha. Đó, các bạn thấy không? Rất là chuẩn nha. Đó. Ha, rất là chuẩn. Bên này cũng vậy nè. Lên xuống phải trái. Đó. Thì các bạn lưu ý là khi mà mình muốn cho nó căn cho nó chuẩn ấy, các bạn click tự do ha.
rồi thả ra. Thì ở đây các bạn thấy nó ở trung tâm chưa? Nếu mà chưa ở trung tâm thì chúng ta sẽ điều chỉnh từ cái phím này, cái phím trim đó các bạn. À, mình sẽ trim nó vô đúng trung tâm, mình thả ra. Bên này cũng vậy nè, nó có cái trim này các bạn. Đó, các bạn thấy nó trim không? Thì giờ mình cũng làm cái tương tự luôn, mình bật tự do các bạn. Rồi thì mình thấy nó chưa có cân thì bắt đầu mình mới cho nó cân lại, cho nó cân lại. Ok, đó, mình cho nó cân lại nha. Vẫn hơi méo xíu mà không sao, tí nữa mình sẽ bay acro lên, nó ra mình không có lo cái vấn đề này. Cho lên đây nè, vậy là nó chính xác nhất. Nó hơi lật ha, mình sẽ trim lại, trim nhỏ vô trung tâm luôn để cái con quạt mình nó không bị xoay vòng tròn. Rồi ok, rồi mình nhấn ok nha. Rồi ok, sau đó giờ chúng ta sẽ vô map nha các bạn. Thì vô map thì các bạn lưu ý là mình vô map bất kỳ thôi. Bây giờ giả sử như mình vô cái map map này đi, Two Tower đi. Đó thì ở đây các bạn thấy là nó có cái chế độ bay này các bạn, Sail này, Sail Level Ring On này, rồi Acro Mode này. Thì thường chúng ta sẽ bay Acro nha. Rồi camera này các bạn để ý nè, mình click một cái nó sẽ ra cái camera gọi là camera FPV này các bạn. Đó rồi bây giờ chúng ta sẽ lên ga thử nè. Đấy, các bạn thấy nó bay không? Đó rất là ok. Thì các bạn lưu ý nha, khi mà mình bay á thì mình set làm sao để cái tay của mình nó bay và cái hình ảnh á, nó bay cho nó hợp lý nha các bạn. Có nghĩa là nó sẽ bay theo cái kiểu như là mình muốn, ví dụ như là mình bay cine hay là mình bay acro, mà bay restyle. Thì hiện tại thì cái mặc định của nó là nó chỉ cho phép các bạn bay cine thôi, cho nên nó không có cái độ nhạy cao. Thì các bạn bay tà tà, các bạn đi bài đó thì nó khá là ổn. Còn các bạn muốn mà chỉnh á thì do cái phần setting, do cái phần setting thì các bạn chỉnh được hết luôn về độ nhạy rồi ga đồ này nọ ha. Rồi ok, thì cái phần chỉnh thì các bạn acid ra ngoài, các bạn vô cái phần custom này, các bạn chỉnh nha. Thì ở đây nó có rất là nhiều cái mốt sẵn để cho các bạn chọn đó. Nếu mà bạn nào không biết chỉnh thì các bạn có thể chọn những cái mốt này, thì càng về sau thì nó bay càng gắt để cho các bạn chơi. Và khi mà các bạn mà chọn xong rồi các bạn save exit lại ha. Còn pit and roll ra hot này cho lên trăm luôn cho nó nhạy nè, đó cho lên trăm luôn ha. Angle nè, Angle 30 là cái ngóc cam nó ngóc lên là khoảng 30 độ nè. For là giống như là cái độ rộng của cái cam đó các bạn. Đó. For càng cao thì nó càng rộng ha. Nhưng mà bay thì nó càng khó xác định về cái khoảng cách đối với những cái vật cản. Rồi đơn giản thôi. Expo này, Expo là cái độ mịn của cái đường ga. Cái độ mịn của cái stick các bạn, để cho nó ngắn lại thôi, để khi mà mình đi bài cho nó 0,05 thôi các bạn, chút xíu thôi, để cho đi bài cho nó hơi đẹp đẹp xíu thôi.
Super Expo này là nó có tác dụng khi mà mình tăng cái expo. Còn nếu mà trong trường hợp các bạn không có tăng expo á thì cái Super Expo này là nó không có giá trị nha. Rồi ok, giờ mình xoay mình thử lại cho các bạn coi, nó bay khác hẳn luôn nè. Đó, nhạy hẳn luôn á. Đó, nhạy hẳn luôn. Đó, mình đi bài ok luôn nè. Này để bay freestyle nè. Đó. Thì cái con quạt của mình nó nhạy hẳn luôn. Nhưng mà nhạy quá thì khi mà các bạn bay á, các bạn lưu ý nha. Mình không quen thì mình bay không được. Đó. Khi nào mà ví dụ cái tay của các bạn mà nó đều, nó nhuyễn á thì các bạn chỉnh độ nhạy cao lên thì mình bay á nó rất là ok. Nói chung là mình thì mình cũng thích vừa cine kết hợp freestyle. Nên năm nay là khi mà mình bay thì mình hay để cái độ nhạy nó khá khá. Và các bạn lưu ý là cái expo á, cái expo nó sẽ làm cho cái độ mịn ở cái trung tâm của cái stick ấy nó dịu hơn. Và nó gấp dần từ ga 0 cho đến ga 90-100. Còn ga 50 á, hoặc là những cái roll pitch 50 á các bạn, thì nó làm cho cái đường truyền của mình nó mịn lắm. Nên khi mà các bạn đi bài á, nó rất là đẹp. Vì đa số là các bạn sẽ sử dụng những cái stick trung tâm để các bạn bay nhiều hơn. Đây là nó sẽ làm cho cái đường bay của mình nó đẹp lắm khi mà các bạn tăng cái RC Expo nha. Đó, rất là ok. Đó, ví dụ mình chỉnh ở cái stick này, ở cái option này á, thì mình bay mình múa freestyle nó khá là dịu và giống như kiểu như là nó khá là đều. Nên là các bạn đi bài thoải mái đó. Rất là phù hợp để cho những bạn nào mà không có thời gian ra sân. Các bạn có thể luyện bằng cái phần mềm này ha. Thì nhiều bạn là hay chơi những cái bạn retract rồi nó, thì những cái bạn đó thì nó yêu cầu cấu hình khá cao. Hay là đối với những cái máy mà yếu yếu như máy mình á, các bạn cài cái bản Free Fighter này vô thì nó dư sức, nó chơi và nó không bị lag. Thì các bạn chơi các bạn cảm giác như là nó nhạy, khá nhạy, và chơi nó ổn, nó ổn hơn là so với những bạn mà cấu hình nó nặng. Thì những cái bạn kia thì cái giao diện, cái đồ họa nó mạnh thì đâm ra nó cần yêu cầu cái máy của các bạn nó phải xịn ha. Đó, đó là ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video này nha. Và bạn nào cần thêm thắc mắc thì cứ inbox và comment nha các bạn, thì mình sẽ hướng dẫn nha. Rồi, ok.